Alo, xin chào anh em. Hôm nay thì em mới vừa nhận hàng được tấm lưới là lá chim nhỏ, là muốn giới thiệu tới anh em nè. Nhà hàng này em cũng mua cũng quán nữa, nhưng mà em chỉ giới thiệu anh em thôi, đánh thôi. Tại vì cái điều quan trọng nhất để mình đánh chim á, theo em nghĩ á, thì nó là tấm lưới. Tại vì anh em có file có tiếng. Điện ai gọi rồi? Anh em có file có tiếng hay cỏ nào hay á, thì con chim nó đâm vô lưới đó, mà không được đó thì cũng mấy à. Đâm vô mà xảy ra hết thì cũng vô nghĩa à, hay hay đâu có tác dụng gì đâu. Đi chưa anh em, lại em Alo, đang có chuyện nữa chừng mà mất công chuyện anh em à. Thì giờ anh em à, đặt một tấm lưới về cho nó ngon rồi á, vô mình đánh mấy chim đi thì nó sẽ im hơn. Dính về bây giờ mình có phải hay mà giờ mà chim mình dính vô lưới thì xảy hết trơn rồi, đánh gì nữa, đánh đắp gì nữa. Anh em thấy nản cực kỳ. Một tấm lưới anh mua, em chỉ ví dụ nha, một ví dụ một tấm lưới anh em mua 10 ngàn đi, với một tấm lưới anh em mua 5 ngàn, một tấm lưới anh em về anh xài, anh em làm một một hai ngày là xong. Mà anh em về là phải anh em xài một hai ngày là xong đâu, mình xài lâu dài mà xài thêm một mùa hai mùa nhớ, anh em đừng nghĩ hai mùa là bình thường đó. Bây giờ cứ đưa chơi lưới ngon mà chơi, anh em lấy cái lưới dởm vậy, anh em sảy một bao nhiêu con là ví dụ đi, tấm lưới là 10 ngàn, tấm lưới kia 5 ngàn, anh mua lưới 5 ngàn về chim nó sảy, nó sảy được vài con thôi là thấy đủ tiền bù vô kia rồi. Tấm lưới ngon anh bắt hết trơn luôn, sướng sướng không, bắt hết thì không có hết, không có tấm lưới nào để bắt hết trơn á. Để em mở cái phần này đây coi, mà tấm lưới ngon thì cũng rồi đó, chọn cái chỗ mà anh em có uy tín, thấy nhiều anh em nhưng họ bán nhưng mà bán lưới không có tâm. Alo, sao để không nói chuyện chứ hả? Đang ấy mà bị gọi miết anh em ơi, thì mua tấm lưới ngon vậy mà ta đánh rồi á, lưới ngon rồi người ta mới đầu tư ấy thôi. Còn anh em chưa thấy họ đang bán gì đâu, bán lưới gì đâu, bán không có tâm hết trơn à. Anh em nghĩ là một một 100 tấm lưới, mà tấm lưới 100 mét đánh chim đêm, mà 100 mét mà đâu 6-7 trăm ngàn thì một tấm lưới đó, mà chia thành có hai cọc à, một cọc đầu với một cọc cuối. Anh em nghĩ tấm lưới là sao vậy? Tấm lưới gà ra không được luôn. Rồi anh hỏi hỏi anh em đánh con gì, 100 mét lưới mà hai đài đánh con gì, thì em không nói tên người đó ra. Tại thì ngay cả nhưng mà tấm lưới đó của cái anh chuyên bán chim nhài, cái kênh YouTube của anh đó là cũng mấy chục ngàn người đăng ký á, chứ không phải ít đâu mà làm ăn như vậy đó, không hiểu một tí xíu gì chưa, bán còn bán lừa gạt anh em, mà anh em làm đồng cực khổ lắm. Mà bán vậy đó rồi sống đâu có tâm đâu. Dạ, để em xé này ra rồi cho anh em coi tấm lưới. Rồi rồi cái này mình để đây anh, họ dẹp sao chứ em dẹp mẹ tỉ chết luôn nào. Anh em làm tấm lưới về nè, anh em thấy lưới không, ok không? Lưới quá im luôn. Chung là em đặt lưới chỗ này là em thấy vừa bụng em nhất luôn đó, là chim là sảy cực kỳ ít, sảy có sảy nhưng mà cực kỳ ít, tại sảy nó nhiều nguyên nhân sảy đó anh em. Có thể là một tấm lưới một ngàn anh em giao một đi không sảy con nào nữa. Nhiều khi anh giăng y cũ của em nè, giăng y cũ dây cũng y cũ nhưng mà cái cọc chỉ nhét không thôi đó, mà nó sảy được, nó sảy được thôi, không tưởng tượng luôn, sảy một quán luôn á. Nè ha, anh em coi nè, xong rồi mình về đây nè ha, mình về đây mình coi mình nè, mình khoan đầu mình dọn cho bao là chỉ mình là mình ra mình cho mình ra mình văng là mình chỉ gì kia kéo tay lên bọc thôi là vậy là xong đó. Nè, anh em coi, anh em coi người ta bắt tùng bắt túi nè, không sợ lưới nè, sợ lưới quá đẹp luôn, ở đây nền trắng không thấy rồi,
Rồi để bữa nào em ra đồng em dăng đi rồi em ấy anh em coi. Rồi vậy thôi. Đấy anh em. Rồi anh em là có muốn mua lưới thì nói chung là không biết được cái chỗ nào uy tín mua lưới á, thì cứ liên hệ số điện thoại của em thì em chỉ anh em mua thôi, chứ em cũng không có bán cát hay là không gì chân á. Nhưng mà em muốn anh em mình, cái nghề của anh em mình nó không biết làm được bao lâu, thì bây giờ tranh thủ bây giờ cứ làm được nhiêu thì làm đi, chứ giấu giếm nhau được cái gì đâu. Rồi ok vậy nha anh em.